vị, ẩm thực đa dạng tại Việt Nam giúp chúng ta có vô vàn lựa chọn khi vào bếp. Tuy nhiên, để có được những món ngon, đảm bảo tính tiện lợi, sẵn sàng khi cần đến và đầy đủ dinh dưỡng, hẳn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của những người nội trợ. Hiểu được nhu cầu này thì hiện nay có rất nhiều đơn vị đã mang đến nhiều giải pháp cho bữa ăn tiện lợi, chất lượng, phù hợp cho cuộc sống bận rộn. Hôm nay hãy cùng vào bếp chuẩn bị thật nhanh một bữa ăn tiện lợi như vậy quý vị nhé. Một bữa ăn thơm lừng với sự hòa quyện của thịt và các loại rau gia vị chắc chắn ai cũng phải thích thú và hài lòng khi thưởng thức. Bò lá lốt và nem nướng gia truyền, một lựa chọn hoàn hảo để cả gia đình thay đổi và làm mới khẩu vị. Thịt bò thơm, thấm vị, kết hợp cùng mùi thơm của lá lốt, sả cuốn hút vô cùng. Ăn kèm bánh hỏi chấm mắm nêm thì ngon hết ý. Nem nướng có hương vị thơm ngon, dai dai, cuốn lại rồi chấm tương đậm đà. Tất cả tạo nên một hương vị tổng hòa ngon khó cưỡng. Công thức nào cho bữa ăn tiện lợi dinh dưỡng này? Đầu bếp sẽ bật mí ngay thôi. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hiền Minh sẽ giới thiệu đến quý vị những món ăn ngon mà vô cùng tiện lợi, không mất quá nhiều thời gian. Để xem những món ăn ngon mà vô cùng tiện lợi này được thực hiện như thế nào thì hãy cùng với Hiền Minh vào bếp nhé. Nguyên liệu ngày hôm nay mà Hiền Minh sẽ giới thiệu đến quý vị đó chính là nem nướng gia truyền ông ù. Còn có thêm món đó là bò lá lốt ông ù nữa. Những cái món như thế này thì chúng ta chỉ cần vào bếp có lò nướng nè, hoặc là có những cái chảo chiên là mình có thể thực hiện được tất cả những món ăn ngon này tại gia đình mà không mất nhiều thời gian. Ông ù Phú Tự Hào không những mang đến hương vị quê nhà mà còn là thực phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Mang vào bữa ăn Việt những món ăn đậm sắc vùng miền như nem tươi, nem nướng, bò lá lốt, thịt chả, chả giò, ram bắp. Với nem nướng gia truyền ông ù thì sản phẩm đã được để đông lạnh ở trong tủ, thì mình có thể mua về và bảo quản ở trong nhiệt độ là âm khoảng 18 độ C hoặc là trong ngăn đông của tủ lạnh. Thì trong đây thì những cái phần là người ta đã chia nhỏ ra như thế này rồi, mình chỉ cần lấy ra thôi là đem đi nướng hoặc là đi chiên là được rồi đó. Tiếp đến đó là bò lá lốt. Khi nhắc đến bò lá lốt mà mỗi lần để chuẩn bị món này, ngay như Hiền Minh đây cũng rất là ngại khi làm, là mình sẽ phải chuẩn bị nè, mua từ lá về rồi thịt bằm rồi ướp gia vị rồi cuốn lại nữa thì mất rất là nhiều thời gian. Còn bây giờ thì đã có sẵn hết như thế này. Nem nướng trước tiên á, là ở trong này á, thì nhà sản xuất đã chia ra từng cái phần nhỏ, thì mình chỉ cần là lột bỏ những cái bao ni lông đã cuốn ở bên ngoài nè. Theo như Hiền Minh được biết thì trong thành phần của nem nướng thì có 80% là thịt nạc heo, còn 20% là mỡ, tỏi cũng như là đường. Nhà sản xuất đã chia nhỏ những cái phần này là khoảng 250g cũng như là 500g bán sẵn, để mỗi gia đình mình khi mà mình mua về đó thì mình sẽ tùy theo cái lượng khẩu phần của gia đình mình mua cho vừa đủ ăn. Và đặc biệt đã có bán sẵn những cái phần có rau cũng như là bún kèm theo để mình mua nóng và ăn liền tại chỗ nếu như mà mình bận rộn mà không có thời gian vào bếp nữa, chỉ cần mua và đem đi làm thôi. Đây, mình sẽ đưa tất cả những cái phần này vô trong lò nướng nha. Hiện mình sẽ sử dụng nhiệt độ là 200 độ C và thời gian lúc đầu là mình để khoảng 10 phút. Sau đó thì mình sẽ lăn nhẹ nó lại và mình sẽ nướng thêm khoảng 5 đến 6 phút nữa, thì lúc đó nem vừa chín hết hoàn toàn mà đẹp nữa. Nếu như mình không có những cái lò nướng thì mình có thể sử dụng chảo ở trên bếp như thế này. Để chuẩn bị món bò lá lốt thì Hiền Minh sẽ bỏ vô một chút xíu dầu như thế này. Và mình sẽ cho những cái phần bò đã cuốn sẵn như thế này vào. Điều đặc biệt của nhà sản xuất là trong nem nướng cũng như là trong bò lá lốt là không sử dụng đến là chất tạo màu nè, bột cũng như là chất bảo quản. Nem nướng mình cũng có thể lăn ở trên chảo như thế này luôn nha quý vị. Với món bò lá lốt thì nếu như quý vị mình nướng thì mình có thể là lấy một tí xíu dầu quét lên trên lá lốt trước khi nướng nha, để cho nó sẽ có thêm một ít dầu, nó làm cho cái lá lốt của mình nó thơm cũng như là đẹp hơn. Bây giờ thì cái mùi nó rất là thơm rồi nha quý vị ơi, và màu thì cũng đã vàng hết như vậy á, là những cái phần thịt ở bên trong đã chín hết rồi. Mình sẽ lấy ra dĩa và xếp lên cùng với lại tương cũng như là mắm. Thì với bò lá lốt á, thì mình chia sẻ thêm là mình có thể là mình sẽ dùng kèm với mắm nêm, thì mình mua mắm nêm về và cùng với thơm tỏi, xào thơm với tỏi cho thơm lên, rồi bắt đầu mình sẽ cho mắm nêm vô quậy đều lên, nêm lại cho vừa ăn, thì mình sẽ có thêm chén mắm nêm dùng kèm với bò lá lốt. Nem nướng bây giờ thì cũng đã vàng rồi, thì mình sẽ lấy ra nha. Rất thơm luôn mà đẹp nữa nè.
Đó quý vị thấy không, mình dùng bằng nồi chiên không dầu hay lò nướng nó đều ra những cái màu như thế này được hết á. Ở trong này thì nhà sản xuất đã chia từng cái gói nhỏ này cho mỗi khẩu phần là một người ăn. Chỉ cần xả đông ra, nếu mình muốn thì mình có thể hâm nhẹ lại hoặc là bỏ nguyên cái gói này vô trong lò vi sóng quay nhẹ lại thời gian khoảng chừng cỡ 1 phút là mình đã có được chén nước chấm nóng nè và rất là ngon miệng nữa. Tất cả nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì những cái món này thì mình dùng kèm với các loại như là rau thơm, nè xà lách, chuối chát, khế chua, dưa leo để mình dùng kèm cho được ngon miệng hơn. Bây giờ thì hãy cùng với Huyền Minh là sắp xếp những món ăn này xem ngon như thế nào nha. Mình sẽ chuẩn bị một chén mỡ hành trang trí lên trên phần bánh hỏi nè, để cho vừa đẹp mắt và khi mình ăn nó cũng sẽ thơm và ngon hơn. Nem này mình có thể là cắt dọc hoặc là cắt xéo để cho vừa cái cuốn của gia đình của mình nha. Như quý vị cũng thấy, Hiền Minh chỉ cần 30 phút thôi đã thực hiện thành công với món nem nướng cũng như là bò lá lốt của ông Ủ Phút rồi. Với những cái món như thế này thì chắc chắn quý vị sẽ thực hiện thành công và rất phù hợp với cho các bạn trẻ trong gia đình của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.